Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 5. Chúng ta sanh trong cái thời cuộc này vì để ý thấy từ cái đạo đức con người nó đang đi xuống, rồi đạo pháp thì vị thấy thì nhiều người giống như nhiều người tu, nhưng mà quý vị thấy cũng có rất nhiều tai tiếng của cái người tu chúng ta. Rồi kiếp nạn trong thời cuộc này cũng nhiều, bệnh đau cũng nhiều, rồi làm ăn thì kinh tế cũng khó khăn. Nên cái thời cuộc này chúng ta ở rất khó khăn. Mình rất là mừng là khi mình gặp được Phật Pháp, gặp ngay Pháp Môn Niệm Phật. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài có câu nói rất là hay: thời thế nhiều kiếp nạn, làm sao để tránh được kiếp nạn? Có ai dám bảo đảm cả đời mình không gặp nạn hay không? Nên càng mỗi ngày phải siêng niệm Phật. Niệm Phật có thể tiêu tai giải nạn. Niệm Phật nghiệp nặng báo nhẹ. Nên thời thế nhiều kiếp nạn như vậy, chúng ta lại gặp Phật Pháp, nghe Pháp mỗi ngày, biết niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là một đại nhân duyên cực kỳ thù thắng. Nhân duyên này quá đặc biệt, quá lớn. Nên mỗi người chúng ta phải siêng niệm Phật, phải gây dựng tín nguyện niệm Phật. Nên những đức thường khuyên các huynh đệ anh em trong chùa phải gây dựng tín nguyện niệm Phật cho cực kỳ mạnh. Nếu như mà tín nguyện này không gây dựng cho mạnh, dù mình mỗi ngày tu tập đó, nhưng mà coi chừng mình rớt đài, rớt. Thế thời thế rất nhiều kiếp nạn, rất nhiều sự cám dỗ, rất nhiều nghiệp trước. Từ nơi đó mà nếu không gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì nó chuyển xây mình qua hướng khác, thất bại. Nên nhiều anh em huynh đệ kể trong chùa tu mà không gầy dựng tín nguyện, khi đi ra đời lại, lâu lâu gặp lại, đa phần những anh em có thành công gì đâu, đều te tua tả tơ,
không có gì đặc biệt cả. Lúc trước chùa mình, Nhuận Đức cũng có một người huynh đệ, ông cũng theo Nhuận Đức đã mười mấy năm. Khi ở một hoàn cảnh ý nghĩa vô cùng, nhưng mà khi không đủ duyên, ông không ở đây nữa. Bây giờ đi long nhong đầu này đầu kia đầu nọ. Khi con người mình duyên phước nó thiếu rồi, nghe quý vị, nó khiến mình phải đi khổ, sống như ngày tháng, không làm được việc ý nghĩa đặc biệt. Có khi ở một cái nơi cực kỳ ý nghĩa, làm rất nhiều việc lợi ích cho mọi người, cũng vì cái ta cái ngã, muốn cho cá nhân mình phải làm riêng biệt. Cuối cùng nó khiến mình, nó đẩy mình đi long nhong, đi đầu này đầu kia đầu nọ, nó khiến mình. Nên Nhuận Đức thường khuyên hàng Phật tử rằng mỗi một người gia đình có ngôi tam bảo, có thời khóa tu, nghe pháp mỗi ngày, công việc gì trong cuộc đời mình làm, mình sống hàng ngày, đó là hàng cư sĩ ngoài đời. Thứ bảy chủ nhật đến chùa cộng tu, được bồi dưỡng, mỗi ngày được nhắc nhở gây dựng tín nguyện, niệm Phật cầu sanh cực lạc, quá đặc biệt rồi. Đừng có cái vụ mà nghe pháp từ xa, quá thích rồi, quá mê, bán nhà bán đất đi vô chùa ở. Khoan nghe quý vị, cái việc này quý vị phải suy nghĩ cho thật kỹ nghe. Ở xa mình nghe pháp, mình tu tập rất là an lạc, lạc rất là được đó, thì cứ duy trì đi. Đừng có cái việc mà bán nhà bán đất đi vào trong chùa ở nghe quý vị. Phan, phải đi thiệt là chậm, phải đến cộng tu. Nếu như mình độc thân hoặc gia đình không có ai, thì cái việc này mình đi đến chùa mình ở thì chuyện này rất là đặc biệt rồi đó. Nhưng mà quý vị có ở được trong cái đại chúng đông người hay không? Riêng chùa mình quý vị đến cộng tu vài ba ngày thì quý vị thấy đặc biệt an lạc. Ở tu một tháng hai tháng cũng đặc biệt an lạc. Thì cứ gầy dựng từ 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 từ, quyết tâm vô ở là mình quen rồi, hiểu rồi, như thế nào mình cũng hiểu rồi, thì đặc biệt lắm. Đừng nên vội vàng, câu này Nhuận Đức thường nhắc hoài, đừng nên vội vàng. Nhuận Đức mà nghe nói ai mà bán nhà bán đất đi vào chùa cúng dường để ở trong chùa, những việc này Nhuận Đức đều là nói thôi quý vị tự bỏ tiền cái thùng tam bảo đi. Tôi rất sợ vụ này, vì mai mốt lại có gì vị đâu thừa. Khi đã quyết tâm cúng dường tam bảo tu tập thì đừng bao giờ chúng ta nói gì dòng do tam quắc. Cái việc này mình tu phước tu duyên, khi đổ nghiệp ra chuyện gì thì mình vui mình trả, mình tin sống nhân quả rồi, rồi mọi việc nó cũng sẽ qua thôi. Nhưng mà quý vị có được cái tâm kiên định như vậy hay không? Nên á, trong tâm Nhuận Đức nghĩ rằng đem Phật pháp giới thiệu cho người ta, mong mỏi người ta được sự an lạc, bình an, tu hành, niệm Phật cầu sanh cực lạc, đó là trong lòng Nhuận Đức rất là vui rồi. Còn cái việc mình lo cho tam bảo, mình lo cho đại chúng trong chùa, Nhuận Đức tin như lắm. Nhuận Đức làm việc này tin có Phật Bồ Tát lo chứ, phụ Nhuận Đức chỉ người đến cúng dường. Thà mình tùy duyên vậy nó hay. Để nó trong cuộc đời mình, mình lo cho bao nhiêu con người này, mà có khi mình dùng phương tiện nào người ta đi đến chùa, kêu người ta cúng dường tam bảo để tu phước duyên này nọ, bán nhà bán đất để cúng dường. Việc này những đức không bao giờ cả đời những đức cũng không làm, không có làm. Để cho người ta tự cảm nhận, người ta tự phát tâm, người ta tự hiểu. Phải vậy rồi người ta hiểu rồi người ta làm, chuyện đó của người ta phát tâm ta làm.
Vì mình tin mình làm việc trong Tam Bảo quý vị. Mình làm việc tốt thì cái tốt nó đến với mình, tin chỗ này. Còn nếu nó chưa đến với mình là chưa, mình chưa đủ duyên đủ phước thì thôi. Nên á, những đức đẩy mạnh cái chuyện đặt tượng Phật để khuyến hàng Phật tử thờ Phật ở gia đình có ngôi Tam Bảo. Việc này là trong cái thời cuộc phát triển này nó rất phù hợp. Đem cái môn tịnh độ cắm từng nhà, rải từng gia đình để cho quý vị tu tập được lợi ích. Cái việc này rất là cần để đem tịnh độ, đem Phật pháp giới thiệu từng gia đình. Từng gia đình người ta được nghe tiếp nhận. Còn người ở trong chùa mình thì bình yên quá rồi, mình lo tu tập quá bình yên. Còn người ngoài đời thì mỗi vị trí lo tu mỗi vị trí. Còn chùa thứ bảy chủ nhật cộng tu đến dự khóa tu để bồi dưỡng thêm. Lễ với ông Nam sắp đến, rủ người đi tu, dẫn người ta đi tu. Cái công đức rất lớn là mình dẫn đến, những đức dạy người ta, những đức hướng dẫn người ta. Có khi bị dẫn người ta đi một lần mà người ta lại được ảnh hưởng Phật pháp, khi thay đổi cuộc đời người ta bị nhớ quý vị. Dẫn người đi tu, giới thiệu người nghe pháp là việc cực kỳ quan trọng. Thí dụ như người ở trong chùa mình đi, họ ở đây họ tu, họ mà tu được họ an lạc, sớm muộn gì họ cũng độ người thân gia đình họ à. Tại người thân gia đình cũng bị ảnh hưởng à, sớm muộn gì cũng có sự ảnh hưởng. Nhưng mình muốn ở trong chùa tu mà an lạc, tu được, phải toàn tâm toàn ý nghĩ chùa là như nhà của mình. Đem cái mạng này giống như giao phó cho Tam Bảo, toàn tâm toàn ý mình tu thì tức khắc bị an lạc vì tu. Còn nếu như vị ở trong chùa thì vị nghĩ rằng nhà mình ở đâu là quý vị tu thế nào cũng rớt, thế nào cũng rớt. Giống như đã quyết định vô ở thường trụ rồi mà còn một chân hướng này một chân hướng kia là quý vị tu lừng chừng không có được đâu. Còn đã quyết tâm vô ngôi nhà Tam Bảo ở tu rồi thì giống như mình coi cái mạng này cúng dường cho Tam Bảo đó. Dù là khó khăn khổ cực cỡ nào, dù trở ngại gì cũng phải tu, thì nhất định trở ngại gì cũng sẽ qua. Chỉ cần mình giữ tâm quyết kiên định thì cái tu tập quý vị phát triển lợi ích lớn, cực kỳ lớn luôn. Như bản thân Nhân Đức nè, ở trong ngôi nhà Tam Bảo Nhân Đức tu muốn phát triển mạnh đến mức này, nhưng mà tâm mình phải kiên định cực kỳ mạnh. Nó phải kiên định cái tâm thì nó mới được lợi ích rất là lớn. Còn nếu như mà như Đức thả trôi thả nổi, tu cho qua ngày đoạn tháng, không có tâm quyết, thì những đức thật sự mà nó cũng đâu có được cái kết quả như bây giờ. Nhiều anh em cùng thờ đi tu với những đức, khi sống núi này trong núi nọ, ở đầu này nghỉ đầu kia, cuối cùng mấy ông cũng đi tùm lum chỗ. Người ra đời, người thì đi lông nhóng tùm lum. Chỉ có một mình Nhân Đức là kiên định ở một nơi, gặp tịnh độ gầy dựng tính nguyện, quyết chí niệm Phật, hướng dẫn người niệm Phật, và tự hành quá tha, nhiệt tình hết lòng mới có được ngày hôm nay. Tu tập mới thấy sự an lạc, có kết quả. Nên Nhân Đức nói với quý vị, nhiều người bị nghe Nhân Đức giảng, vì coi cái đạo tràng vì thấy thích và đặc biệt quá. Hoặc ở từ xa nghe những đức giảng, vì thấy ông thầy này giảng quá thật, giảng nhiệt tình, hết lòng. Những đức nói thật lòng, nói hết mình, để mong rằng mỗi một con người, người ta nghe đạo, người ta không bị tác dụng phụ. Quý vị biết nghe đạo nó cũng tác dụng phụ nữa. Tuy những lời trao chuốt, những lời rất hay, nhưng nó bị tác dụng phụ khi quý vị gần gũi. Nên hàng Phật tử phải hết sức là kinh nghiệm. Khi gần gũi người tu, không khéo quý vị sẽ bị tác dụng phụ, vì sẽ thấy nó ngược lại. Nên quý vị học đạo làm sao quý vị nhìn được mặt trái mặt phải của nó, không có thất vọng ai hết chứ á. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng à. Ai làm thiện thì hưởng thiện, ai làm ác thì hưởng ác à. Mình đều tin sâu nhân quả đi, không cần phê phán ai hết.
để nhân quả tự xử lý họ. Nên mình học đạo mình nghe kỹ như vậy rồi quý vị sẽ nhìn nhận sâu sắc. Khi đi đến bất cứ chùa chiền nào, gần gũi bất cứ người tu nào, họ đều có cái tốt, họ đều có cái xấu. Con người sống trong cuộc đời này không ai hoàn toàn tốt mà cũng không ai hoàn toàn xấu. Nơi nào có Phật nơi đó có ma, nơi nào có ma thì nhất định nơi đó có Phật. Nhớ nha quý vị. Nên mình sống mình học đạo làm sao? Mình phải hiểu cái câu nhân vô thập toàn. Có người chứ không phải Phật Bồ Tát gì, ai cũng còn cái sai. Sống làm sao cũng phải có tình có nghĩa một chút. Mình là người học đạo mà, cạo đầu xuất gia hay là cư sĩ phát cho mình chiếc áo lam đi đến chùa nghe pháp, sống làm sao nó cũng có tình có nghĩa, có chứ có sao, để cho người ta thấy mình là người tu cỡ nào cũng thấy không tệ. Nên cách cư xử của mình rất là quan trọng, cách cư xử rất quan trọng. Những đức là người đến với cửa Phật cũng không phải là học được Phật pháp gì nhiều đó quý vị, nhưng mà những đức nghĩ con người mình ai cũng muốn được người ta thương yêu và giúp đỡ, thì bản thân mình tại sao không thương yêu và giúp đỡ người khác. Nên chùa mình nuôi người già rất là đông, rất nhiều người già lớn tuổi từ cấp Tết tới bây giờ mà có cụ mắc, cũng có chục cụ, mỗi một cụ mắc như đức làm đáp đều mấy anh em trong chùa ghinh quan tài đưa các cụ ra ngoài đưa lên đài hỏa táng. Có nguyên một cái gia đình này ở ngoài miền ngoài, khi vô chùa mình thấy quý thầy quý chú gần gũi thương yêu các cụ già, họ nói một câu gì nè quý vị, họ nói đi vô đây họ thấy những người tu ở đây thấy khác, thấy gần gũi, tự nhiên cho họ một cái góc nhìn vì Phật pháp mới mẻ lại. Họ nói câu vậy nè. Chúng ta tự mọi người hiểu quý vị à. Nên nhiều Phật tử mình cũng đi chùa, mình cũng miền ngoài này kia, đi đến nơi này nơi nọ, khi bị đi đến chùa mình thấy có những người tu mình thấy họ xa cách, thấy lạ. Có khi cũng có trường hợp giàu thì khác, tiếp khác, nghèo thì tiếp khác, có tiền thì cúng thì tiếp khác, khi hết tiền thì thấy khác. Nó cũng gặp những trường hợp vậy nữa. Nên mỗi một người chúng ta quý vị à, sống trong cuộc đời này cái mặt nào nó cũng là giáo dục mình chứ. Chúng ta chỉ cần học đạo, học được những cái gì lời Phật dạy để mình áp dụng trong cuộc đời mình, chứ không phải là mình đi soi bói, đi tìm những thứ rác rưởi không cần thiết. Thí dụ như trong chùa có nhiều bà cụ bà cũng ở trong chùa, ở trong ngôi Tam Bảo, thường trụ trong chùa. Mình đi đến chùa mình cộng tu, mình thấy có nhiều bà cụ bà còn hung dữ, có khi bà dành chỗ ngồi, bà có khi bà cũng chửi. Mình trong lòng thấy thối tâm chán, thối tâm chán làm chi. Bà cụ này 70-80 tuổi, ngoài đời bà bao nhiêu năm rồi, bà được vô chùa, bà ở trong chùa cho bà được ở. Quý vị coi bao nhiêu năm của bà, bao nhiêu cái bụi phủ trong tâm, bụi trần quý vị phủ trong tâm. Bây giờ cái tiếng bà được ở thường trụ, nhưng bà là người đang tẩy trừ chưa được bao nhiêu cả, thì cái bụi phủ, cái dơ giấy đó nó quá nhiều của ngoài đời bao nhiêu chục năm. Mình đi mất tín tâm với một người như vậy thì thôi chịu thua. Có những người tu bao nhiêu chục năm mà còn làm sai. Tốt nghiệp của người chúng ta ở cõi đời này, nên Phật có nói là nhân sinh thù nghiệp. Đã đến cái cõi này thì ai cũng có cái sai, dù là tu cũng còn sai. Vì nên đừng nên đặt cái tiêu chuẩn cho cái người tu hành họ quá cao để rồi bị té đau. Dù là tu hành nhưng đa phần chúng ta ai cũng còn tham sân si, còn ham danh lợi.
hiểu nhiều thì được buông nhiều, hiểu ít thì buông ít, không hiểu thì hoàn toàn sai. Tu trong danh lợi, không hiểu thì giống như mình tu trong danh lợi mà. Mà đã là nuôi trong danh lợi thì mấy mươi năm của cuộc đời tu nó cũng là tăng thêm danh lợi. Đạo Phật là chúng ta nhìn vào cái góc độ trí tuệ của Phật để bản thân mình nhìn thấu để phát triển chính mình, chứ không phải nhìn vào những cái sự việc, những con người bị thất bại để bản thân chúng ta bị mất tín tâm đối với Phật pháp. Mười mấy năm nay những đức học Phật, những đức thấy bây giờ riêng cá nhân bản thân những đức thấy được lợi ích trong Phật pháp vô cùng. Từ một thanh niên ăn nhậu bê tha tệ vô cùng tệ, sống những ngày tháng vô nghĩa, vậy mà những đức học Phật có ý nghĩa. Những đức chỉ cần nhìn cái góc độ bản thân mình được lợi ích, còn những việc khác tùy duyên. Những đức không phải nói mình hoàn toàn trọn vẹn, mà những đức thấy chính đạo pháp đã rèn luyện những đức ra có được một cái tâm lượng rộng lớn thêm để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Đó là bản thân những đức được lợi ích. Những đức đem những điều này chia sẻ cho quý vị, tự quý vị nhận thức, chứ những đức không kêu quý vị phải đi phán xét, xem xét, nhìn ngó ai cả. Hãy tự nhìn ngó mình đi. Và những đức thường nói cái câu đừng bao giờ thất vọng ai, trong khi ai cũng vẫn còn là kẻ phàm phu. Nhớ kỹ, đừng bao giờ thất vọng ai, trong khi ai cũng vẫn là còn kẻ phàm phu. Gặp tiền là chúng ta sẽ sáng con mắt. Đời đạo gì nó cũng bị cái bệnh này nhiều dữ lắm. Gặp tiền chúng ta sẽ sáng con mắt, con mắt mình sẽ chớp chớp lên liền. Nên nói như vậy để cho mỗi một con người tự nhận thức. Có khi cả mình cạo đầu đắp y lên, mình vẫn còn bị dính trong danh lợi, vẫn còn tham danh lợi. Như bản thân những đức cũng không bao giờ nói rằng những đức không tham danh lợi. Tùy quý vị nhận thức khi đi về chùa và được gần gũi những đức và hành động việc làm của những đức. Bao nhiêu con người về chùa đã thấy rõ ràng. Tùy quý vị thôi, những đức cũng không phải nói rằng bản thân mình bỏ sạch danh lợi, thấy không? Nhưng mà quý vị cũng đừng nên đưa những đức lên cao quá, để rồi bản thân mình tự chuốc lấy cái thất vọng khổ đau. Nhớ kỹ, hãy nhìn nhận khoảng thời gian chúng ta được biết với nhau để tu tập. Đừng bao giờ cho rằng người ta thần thánh gì quá. Mình đến với một con người, mình cho họ là bậc chân tu, bậc thần thánh gì đó ghê gớm, quý vị coi chừng bị thất vọng. Học đạo là góc độ nhìn để điều chỉnh học từ cái nhân cách đạo đức hàng ngày để mà chúng ta học tập với con người đó, chứ không phải nói là bằng cấp gì đó, rồi làm việc lớn lao gì đó. Có những người, người ta làm bao việc lớn lao luôn mà một cái việc nhỏ, một nhân cách sống người ta còn chưa áp dụng được tốt. Nên mỗi một con người mình nhân vô thập toàn, có gì phải nhớ cái điều này. Niệm có vật hiệu là để nhắc nhở chính mình, để sửa đổi lỗi lầm. Chúng ta là những con người bị bệnh hoạn, đa phần là đều bị bệnh hoạn, chứ không ai hoàn toàn khỏe đâu quý vị ơi. Đã là bệnh hoạn thì chúng ta phải cần nhờ bác sĩ A Di Đà Phật để chữa trị cho chúng ta. Nên niệm câu A Di Đà Phật là đang trị bệnh cho những người bệnh hoạn như chúng ta. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng thờ mạt pháp này chỉ có dùng viên thuốc A Di Đà Phật là có hữu hiệu. Nên chúng ta cần có lòng tin để gây dựng, để niệm cả đời của mình niệm có Phật hiệu trong bất cứ cảnh duyên thuận nghịch nào. Nên chúng ta khi quyết định một việc gì chúng ta làm hay đi tu luôn, phải nhận thức cho cực kỳ sâu sắc. Phải được đi đến chùa và được ở trong cái tam bảo, ở chỗ đông người tu tập như vậy coi như thế nào. Chùa chiền mình càng ngày càng nổi tiếng lên, nhiều người biết đến, có nhiều Phật tử ở khắp nơi đó, có nhiều người lớn tuổi, người già, người ta cũng có điều kiện, có tiền, có khi cái phương tiện ở trong chùa, có khi có những người người ta có điều kiện, người ta cúng dường, người ta có một cái phòng người ta ở. Những việc này riêng bản thân những đức cả đời sẽ không bao giờ muốn dính vào cái chuyện nào.
Nên có nhiều người muốn hỏi như Đức việc này, như Đức nói, như Đức không biết. Chùa là hòa thượng ngày xây dựng lên. Những việc đó, quý vị gặp những người nào hòa thượng bố trí? Vì sao? Nhưng Đức gặp những trường hợp khi đầu tiên cũng muốn vô chùa ở luôn, có điều kiện cũng muốn kiếm một chỗ ở, ở xong thời gian không muốn ở nữa thì lại đem cái chỗ ở đó đưa lại cho người khác. Nhưng Đức thấy lu bu quá, dòng gió tắm quắt, không có gì đặc biệt cả. Nhưng Đức lo cho chúng bao nhiêu năm nay, nhưng Đức kinh nghiệm quá, tin tưởng lắm. Mình làm việc có tâm bảo thì đủ duyên, mình cứ làm hết mình, có Phật Bồ Tát hỗ trợ cho mình. Còn những phương tiện đó tùy duyên, ai muốn làm đi. Riêng bản thân nhà Đức không bao giờ dính những chuyện đó. Và không bao giờ cái chuyện nhận một con người nào mà nói rằng là phải đóng bao nhiêu tiền, không có. Cả đời nhà Đức cũng không làm việc này nữa. Vì bản thân nhà Đức cũng bao buổi cơm đóng để làm gì? Làm Phật sự, làm giùm cho họ mà còn bị mang tiếng nữa thì làm gì? Mình nuôi họ hết lòng đi. Họ thích giữ tiền họ cứ giữ đi. Cuối cùng quý vị có được gì đâu. Nên từ nơi đó những Đức làm như vậy không dính dáng phiền phức tới ai, chỉ là khuyên dạy cho người ta nhận thức, chứ không phải là nhận con người đó phải đóng bao nhiêu tiền. Còn khi cúng dường đó là cúng dường tam bảo, vì những Đức cũng ăn ba buổi cơm mà làm bao nhiêu việc cực lực ở trong chùa, lại ba buổi cơm đó những Đức ăn không được sao? Nên những Đức cả đời nuôi con người cũng không bao giờ dính cái chỗ đó. Nên mong mấy anh em trong chùa nghe những điều này để hiểu, để làm cho đúng, và Phật tử nghe để áp dụng cho phù hợp. Quý vị coi, có những người như chùa mình, người ta vào, người ta có cái phòng ta ở, nếu ở trong chùa cả đời, thời gian còn lại thì nhà chùa hoàn toàn những Đức lo hết trơn, tự ăn ở cuộc sống điện đài những Đức trả hết trơn, quanh năm suốt tháng. Khi mất đi, nhà chùa lo hết trơn. Quý vị coi, cái này cúng dường cho tam bảo để tu phước tu duyên. Mình có được một chỗ ở, quý vị coi, nó quá rẻ, nhưng mà có khi nó cũng phiền phức. Nên những Đức nói, một cái nơi mà chuyên tu niệm Phật, hãy tin Phật Bồ Tát đi. Nếu bạn tin mức cực điểm thì xin thưa với bạn, cả đời của bạn sống bình yên trong thuận và nghịch. Thuận nghịch gì bạn cũng tin nhân tin quả, thì hoàn toàn nó đặc biệt chứ lắm. Bạn học Phật bạn mới tin sâu nhân quả. Tin càng sâu thì nhìn càng thấu, buông càng nhiều. Bạn tin không sâu thì bạn nhìn không thấu, bạn buông ít vậy thôi. Tùy mỗi con người quý vị à. Nên từ xuất gia hay hàng cư sĩ gì cũng vậy, đạo Phật thì nó đặc biệt chứ lắm. Nhưng đòi hỏi bạn có học được đặc biệt hay không kìa. Nhưng bản thân những Đức là thấy rõ ràng đạo Phật rất đặc biệt đó. Một con người như những Đức mà cuối cùng học Phật mà còn được lợi ích lớn. Tùy vào nhân duyên của quý vị để học tập, bạn nhìn thấu hay không, thì sở học với bạn rất đặc biệt. Nên cả đời những Đức nói với mình rằng, tôi sẽ không bao giờ thất vọng ai. Tôi cũng không bao giờ nói rằng một người tu bao nhiêu chục năm gì đó, họ phạm phải cái gì mà tôi thất vọng với Phật Pháp. Không có bao giờ tôi làm điều đó. Vì sao? Nhân vô thập toàn. Tôi chỉ nhìn bản thân tôi cố gắng. Nên những điều những Đức chia sẻ đây là những bài học xác thực, chân thật 100%, để gửi đến cho tất cả những người hữu duyên, để cả đời quý vị tu học sẽ không bao giờ thất vọng với Phật Pháp. Không bao giờ nói một điều gì gọi là tôi cảm thấy nản lòng, cảm thấy không còn tin Phật Pháp. Quý vị lại đặt lòng tin vào phàm phu để mắc lòng tin với phàm phu. Tại sao quý vị không đặt lòng tin với Phật Bồ Tát để quý vị chân thật hành trì và tin sâu nhân quả? Nếu quý vị tin sâu nhân quả của cái sở học ban đầu thì làm gì có cái chuyện quý vị thất vọng đối với Phật Pháp. Vì vị học Phật không học tin sâu nhân quả. Phật nói muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Bạn hãy tin sâu nhân quả đi. Nhân quả sẽ giải quyết những vấn đề của chúng ta làm không phải, bạn khỏi cần đụng vào. Bạn hãy lo bạn sống cho thật tốt, thật đặc biệt. Đã là tin sâu nhân quả thì cũng tin niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Bạn sẽ siêng năng niệm Phật. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị. Tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta cùng hẹn gặp ở thế giới cực lạc.
chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.